trên các show giải trí của idol Hàn Quốc, không khó để bắt gặp những hình tượng giả nữ nhi của các idol nam, và BTS cũng không phải ngoại lệ. Rocky King và Rain chính là nguồn cơn của quá khứ đáng nhớ mà mình chắc chắn rằng mấy anh muốn chôn vùi nó ngay và luôn. Giữa những trang phục của phái nữ, cộng thêm lớp trang điểm hài hước, chính là yếu tố tạo ra hàng loạt anh chế khó đỡ của mấy anh được ARMY lưu truyền cho đến tận bây giờ. Mình là KD, trong video này, tụi mình sẽ cùng nhau xem mấy anh đã phá vỡ hình tượng của mình như thế nào nha. 3, 2, 1, KD, go! Mình có một shop bán đồ BTS trên Facebook. Đường link shop mình để ở phần mô tả và bình luận của video. Mấy bồ nhớ ghé shop để ủng hộ mình nha. Phi, ngay từ những ngày đầu mới debut, Phi đã ngậm ngùi hóa trang thành tiên cánh cam. Cậu ấy cũng trải qua hai lần phải diện váy. Lần đầu tiên, Phi phải hóa trang thành một nàng tiên, phát quà kèm lời động viên đến các nhân viên của công ty. Chàng tiên cánh cam với trang phục, đôi giày và nét mặt chẳng liên quan gì tới nhau. Tuy vậy nhưng trong công ty ai cũng thích thú khi cậu ấy biến thành cô tiên. Gần đây nhất trong ban tan bơm mừng dịp Halloween, Phi đã về cuối trong trận oảng tù tì với anh em và được diện trang phục nàng Bạch Tuyết bên cạnh sáu chú lùng còn lại. Công chúa Bạch Tuyết và sáu chú lùng cùng nhau thể hiện vũ đạo đầy vui tươi. Tối ngày 27 tháng 10, BTS đã dành tặng một món quà thật bất ngờ cho fan hâm mộ trong mùa Halloween. BTS đã phát hành một video trên kênh YouTube với phiên bản dance vui nhộn của ca khúc Go Go. Đáng chú ý, các thành viên đã hóa trang thành hình tượng Bạch Tuyết và bảy chú lùng. Vì đã về cuối cùng trong trò oản tù tì với anh em, nên cậu ấy phải mặc đồ Bạch Tuyết. Cơ hội ngàn năm có một để trêu chọc cậu, các thành viên sau màn chiến thắng oản tù tì đã lập tức hoan hô vang dội và hóa trang cho anh chàng. Trong khi Vi ngậm ngùi khoác lên mình bộ đồ công chúa Bạch Tuyết cồng kềnh thì các anh chàng còn lại hóa thân thành những chú lùng đáng yêu trong những bộ trang phục rực rỡ sắc màu. Các cậu ấy đã hóa thân thành công các nhân vật trong Bạch Tuyết và sao chú lùng? Jimin. Jimin cũng từng phải cam chịu mặc lên người bộ đồ hồng từ đầu đến chân đầy nữ tính. Cũng như các thành viên khác, cậu cũng chỉ e dè hay ngại ngùng lúc mới bước ra. Sau đó, cậu ấy vừa mặc váy, vừa làm những động tác hết sức ngộ nghĩnh. Jimin bỗng chốc trở nên yểu điệu khi khoác lên người chiếc váy hồng. Nụ cười tỏa nắng quen thuộc, nhưng trang phục có đôi chút lạ lẫm đã khiến nụ cười ấy trở nên có chút khác biệt. Trung Quốc. Em út vàng Trung Quốc chạy trời không khỏi nắng. Cậu ấy nhiều lần may mắn trong các trò chơi, từ lần này đến lần khác khi nhận được hình phạt giả gái. Cậu khiến các anh vô cùng hoan hỷ sung sướng. Trong vai nàng tiên và chàng thợ mộc, Trung Quốc đã phấn khích nhảy múa, táo bạo hơn. Cậu ấy còn mạnh dạn nhảy sexy dance trong trang phục tiên nữ. Trung Quốc may mắn chỉ phải hóa trang thành nàng tiên đúng một lần từ khi debut tới nay. Với khuôn mặt nhỏ và đôi mắt to tròn, cậu đã đốn gục không biết bao nhiêu trái tim của người hâm mộ. Các anh lớn cũng đã tận hưởng chăm chú ngắm nhìn cậu em nhỏ của mình trong trang phục thật đặc biệt này. Jin. Là visual của nhóm, Jin thường thu hút khán giả với vẻ quật quay handsome, không lẫn đi đâu được của mình. Không chỉ có vậy, ngay cả khi giả gái, cậu ấy vẫn thu hút được ánh nhìn của mọi người. Jin nhận hình phạt giả gái vì bóc phải thẻ đầu lâu trong Rocky King. Cậu đã phải hy sinh nhan sắc của mình để biến hóa trở thành một mỹ nhân. Thế là chàng trai với bờ vai Thái Bình Dương khiến fan thần hồn nát thần tính trong bộ sườn xám rực rỡ. Vì vai của Jin rộng quá mức cho phép nên chiếc váy mỏng manh kia không thể yên ổn được. Nên cậu đành lòng để lộ một khoảng lưng vì chẳng thể kéo khóa lên được. Mặc sườn xám đối với cậu ấy là chuyện khá bình thường, nhưng Jin phải chạy lên máy chạy bộ. Như thế này mới gọi là hình phạt đúng không ấy bộ? Trong khi Jin đang cam chịu thì các cậu em còn lại khá cao hứng khi thấy anh cả của mình mặc như vậy. Suga. Suga có lẽ là thành viên dễ mặc đồ vừa nữ nhất khi mà giả gái, bởi dáng người khá nhỏ gọn và làn da trắng đáng ghen tị. Dù không thích mặc đồ nữ, nhưng cậu ấy đã từng dính đạn vài lần vì phải chịu hình phạt khi chơi game. Lần đầu tiên Suga phải diện trang phục cho nữ. Cũng giống như Jin, Suga bóc phải lá bài đen đuổi và phải xuất hiện với hình tượng một cô phục vụ tại một quán coffee nhỏ để phát bánh cho khách. Trong tình cảnh này, cậu ấy đã thốt lên rằng: "Mọi người à, hip hop đã chết rồi." Hip hop tiếp tục chết thêm một lần nữa khi vài năm sau đó,
cậu ấy bóc phải vai nữ sinh chuyển trường. Vừa quay trở lại với series Run BTS cùng chủ đề Back to School, sau bao ngày tháng chờ đợi mòn mỏi của ARMY, tập mới nhất năm ấy vừa mở màn ngày 31 tháng 1 năm 2017 đã khiến ARMY có một đêm dậy sóng vì quá hài hước và độc đáo, đúng chất lầy của Bangtan. Đặc biệt là sự xuất hiện bất ngờ của nhân vật nữ duy nhất khiến người người phải té ghế, vì đây là sự kiện có lẽ phải ghi vào trang sử vàng của các cậu ấy. Nhân vật nữ ấy không ai khác chính là thành viên SWAN và lạnh lùng nhất nhóm, Suga. Ít ai ngờ cậu rapper siêu ngầu với làn rap gai góc mạnh mẽ lại có được biểu cảm hỷ nộ ái ố có đủ khi nhận được vai diễn nặng ký này. Các thành viên khác được phân các vai có những nét tính cách giống nam sinh ngoài đời và có nhiệm vụ cưa được nữ sinh kia. Vốn là thành viên nổi tiếng theo chủ nghĩa ngầu là trên hết, nhiều ARMY đã vô cùng bất ngờ và háo hức vì Suga hóa thân thành nữ sinh mà lại còn xinh đẹp lạ lùng. Nhiều ARMY còn phải thừa nhận trong cậu ấy còn xinh đẹp hơn mình ngoài đời. Làn da trắng mịn như đường, đôi môi đỏ mọng như quả cherry, má hồng như hoa táo. Cả mái tóc cũng mượt mà, đen như gỗ mun. Nét đẹp mà vai yếu hằng ao ước đều hội tụ đủ trong Min Yoon Ji. Thần thái sang chảnh, lạnh lùng nhưng lại cuốn hút đến mê hồn. Đôi lúc lại có nét nũng nịu trẻ con của cô gái mới lớn. Điệu hất tóc làm rung rinh trái tim của 6 cậu bạn cùng lớp hồn bay phách lạc và cả trái tim của biết bao ARMY. Đã thế, cậu ấy còn buộc tóc lên để khoe gương mặt thanh tú xinh đẹp. Suga còn làm ego thời thượng Nomuhe Nomuhe, nam thần đẹp trai Vi, nguyện đem tặng chiếc đồng hồ báo vật bên mình suốt 19 năm tặng cho Min Yoon Ji. Nhưng cô nàng không mãi mãi xúc động. Anh chàng ngọt ngào J-Hope còn làm hẳn bài thơ tình lai láng, khuyến mãi cả động tác minh họa đầy nước mắt, nhưng vẫn không chinh phục được trái tim sắt đá của cô nàng kiêu kỳ. Nụ cười thiên thần của Jimin không những không làm cậu ấy siêu lòng mà còn bị cô nàng đe dọa. Cậu xinh đẹp nhưng không hề bánh bèo mà rất mạnh mẽ. Cô nàng còn mang súng theo bên mình để phòng vệ. Đúng là một cô nàng có cá tính đúng không ấy bộ? Ai ngờ cậu ấy lãnh đạm, điềm tĩnh, gắn liền với hình tượng nghiêm túc, trưởng thành trong BTS lại có ngày cũng hóa thân trong bộ dạng đoan trang, dịu dàng, làm ai nấy cũng chết mê, chết mệt như này chứ. Cậu ấy cũng chính là thành viên có những phân cảnh giả gái thần thánh nhất của BTS. Đáng chú ý là sau khi chương trình phát sóng, có nhiều người đã đăng hỏi Min Yoon Ji là ai trên các trang mạng xã hội trực tuyến để tìm kiếm nhân vật nữ cuốn hút này. J-Hope là thành viên gây tò mò cho nhiều ARMY nhất, bởi mãi tới gần đây, trong chương trình House of ARMY, các ARMY mới được chứng kiến cảnh cậu ấy giả gái trông như thế nào. Không phụ lòng của các ARMY, cậu vào vai một người mẹ trong gia đình cực kỳ thành công, khiến ARMY đứng ngồi không yên khi được Chung Phu Nhân xuất hiện. Ai mà ngờ được rằng đây là một rapper cực ngầu trên sân khấu cơ chứ. Trong chương trình, mấy bầu sẽ không khỏi cười ngất khi thấy anh chàng quật qua Handsome Jin. Vài phút đầu còn đang là anh giao hàng bí ẩn, khiến Kim ARMY tưởng kẻ giết người hàng loạt. Vài phút sau đã bất ngờ trở thành quả chuối hay chiếc đồng hồ báo thức sống động nhất quả địa cầu. Chú cún Jimin nhảy hip hop giỏi hơn cả thực tập sinh thần tượng Suga, cô nàng Kim ARMY RM và cả ông bố huyền thoại Trung Quốc. Chiều con chiều vợ đến mức mua vé concert đưa cả nhà xem BTS biểu diễn. RM cũng không thoát khỏi thảm cảnh, thậm chí anh chàng còn có bộ dạng kinh hoàng khi hóa trang thành thủy thủ mặt trăng, nhưng mà là phiên bản nổi nặng. Cậu ấy cũng ghi lại trong quá khứ đen tối đến tận 2-3 lần giả gái. Lần đầu tiên cậu hóa thân thành thủy thủ mặt trăng, nhưng lại là thủy thủ mặt trăng phiên bản lỗi với Just Squad đầy mình. Thủy thủ mặt trăng đầy cá tính và đặc biệt. Cậu ấy tiếp tục được diện đồ nữ khi vào vai con gái của Chung Phu Nhân, một nữ sinh trung học đầy mộng mơ, khác hoàn toàn với hình ảnh thủy thủ mặt trăng. IM đã diễn khá đạt và diễn một cô gái tuổi mới lớn, cô nữ sinh trung học, với đôi má lúm đầy dễ thương. Những lần giả gái như đời của anh đều khiến ARMY điêu đứng trong khoảng một thời gian dài. Bởi ngay cả khi giả gái thì anh Trung vẫn rất thu hút với nhan sắc của mình. Còn bây giờ, nếu thứ mà anh giả gái vẫn rất xinh thì nhớ like và share view này cho mình nhé. Không có liên quan lắm nhỉ. À, nhớ đăng ký kênh Doãn Quả Chuông Đồ nha. Mình đã khai đi. Tạm biệt và hẹn gặp lại bộ ở những video kế tiếp. Bye.